Chương trình biểu diễn đêm gala tôn vinh hoa hậu nhân ái Việt Nam năm 2019 sẽ được diễn ra vào tối ngày 16 tháng 10 tại nhà hát Hòa Bình với thông điệp kêu gọi tất cả các nữ doanh nhân và doanh nghiệp chung tay vì các hoạt động nhân ái, cộng đồng và xã hội. Chương trình nhằm lan tỏa thông điệp, mỗi đại sứ là một trái tim nhân ái. Đồng thời, chương trình còn giúp nữ doanh nhân thực hiện được các dự án cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái với xã hội. Chương trình đêm gala tôn vinh hoa hậu nhân ái Việt Nam 2019 do công ty cổ phần truyền thông giải trí HKT tổ chức với quy mô toàn quốc, vòng chung kết sẽ diễn ra vào tháng 10, người chiến thắng sẽ nhận các giải thưởng danh giá của chương trình.